Ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm, vụ án hình sự đối với 4 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, gồm Thái Thanh Tùng, sinh năm 1978, trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1982, Nguyễn Thị Hân, sinh năm 1994 và Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh năm 2000, cùng trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, Tùng chung sống như vợ chồng với Kim Anh từ cuối năm 2020 tại thành phố Long Xuyên. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Tùng bàn với Kim Anh mua ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh đem về Long Xuyên bán lại. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2021, Tùng nhiều lần mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần 10 gram, đem về cùng Kim Anh phân lẻ sử dụng và bán lại kiếm lời. Trong thời gian này, Ly và Hân thường đến chỗ của Kim Anh mua ma túy sử dụng, nên Tùng và Kim Anh gợi ý kêu Hân Ly đi nhận ma túy do Tùng gửi từ thành phố Hồ Chí Minh về qua đường xe khách giao cho Kim Anh và giúp Kim Anh bán ma túy, sẽ trả tiền công và cho ma túy sử dụng. Chiều và tối ngày 8 tháng 8 năm 2021, Ly và Hân đến trạm xe khách tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên nhận trên 350 gram ma túy đá do Tùng mua gửi về thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Đến chiều ngày 23 tháng 6 năm 2022, Tùng điều khiển xe mô tô đem theo hơn 36 gram ma túy đá từ thành phố Hồ Chí Minh về An Giang, chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Thanh Tùng tù chung thân, Nguyễn Thị Kim Anh 20 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Ly 18 năm tù và Nguyễn Thị Hân 17 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 33 triệu đồng.